Xin chào các bạn, mình là Ngọc Trâm. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong bản tin tuần Văn Lang News số 42. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube của Trường Đại học Văn Lang. Bản tin chuyên cung cấp các tin tức về đời sống sinh viên, các hoạt động nổi bật của Văn Lang diễn ra trong suốt một tuần qua. Mở đầu bản tin là Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, vinh dự nhận được bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Lang News xin chúc mừng Tiến sĩ Võ Văn Tuấn với những đóng góp và cống hiến của mình. Ngày 18 tháng 5 năm 2022, tại lễ biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022, đồng chí Võ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn Lang đã vinh dự đón nhận bằng khen cho những đóng góp, biểu hiện xuất sắc trong năm học vừa qua. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy trường, Phó Hiệu trưởng thường trực và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh khóa 6, đồng chí Võ Văn Tuấn đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao. Trong tất cả những cái thành tích mà tôi đã có được trong suốt thời gian làm việc tại Trường Đại học Văn Lang, thì cái bằng khen hôm nay khen thưởng cho cái cá nhân đạt xuất sắc của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Đây là một quá trình và tất cả các cái giải thưởng trước đây là kết quả của cái giải thưởng hôm nay. Đó là những gì chúng tôi, cá nhân tôi làm được bằng những cái công việc mà trong quá trình làm Văn Lang tích lũy được cho cái giải thưởng hôm nay. Thì ý nghĩa của cái giải thưởng này, ngoài mặt thành tích trong cái tấm gương học tập làm theo đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh, thì nó giúp cho tôi nhìn thấy được những cái công việc dù đơn giản, không cần phải là cao quý lắm, chỉ những công việc rất là đơn giản, những công việc rất bình thường thì chúng ta có thể đều thực hiện được, và muốn lan tỏa cái hình ảnh, muốn lan tỏa cái công việc đến cho các sinh viên, đến cho các cái đồng nghiệp, cán bộ, công nhân viên trong trường. Những công việc dù đơn giản nhưng đó là kết quả của một quá trình. Thì và muốn chúng tôi muốn rằng những cái gì chúng tôi nói là phải làm và hứa là phải thực hiện đối với tất cả những cái công việc, và là hình ảnh là mong muốn lan tỏa cho sinh viên cũng như là cán bộ, giảng viên, nhân viên tại Trường Đại học Văn Lang. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, nhóm 4 sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt đại diện Trường Đại học Văn Lang đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi thiết kế nhằm tìm ra những giải pháp không khí toàn diện, ứng dụng trong trường học, bệnh viện, khách sạn và tòa nhà văn phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam phối hợp cùng các trường đại học trên cả nước tổ chức. Nhóm sinh viên tham gia cuộc thi với đề tài thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho văn phòng, thiết kế hệ thống thông gió đảm bảo độ trong sạch của không khí trong phòng và ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Xin chúc mừng thành tích đáng tự hào của các bạn sinh viên Văn Lang. Đề tài mà tụi em đảm nhận là Office Building, là về tòa nhà văn phòng. Thì tụi em sẽ trải qua 3 vòng thi để thiết kế điều hòa không khí cho building đó. Thì vòng thứ nhất đó là mang tên đó là thiết kế điều hòa, hệ thống điều hòa không khí cho cái phòng đó. Nó nôm na đó là làm sao cho cái phòng nó mát, nó lạnh là được. Ở vòng thứ hai thì tụi em sẽ chú trọng hơn vào cái việc thông gió, làm sao cho không khí nó tươi, CO2 được thải ra ngoài và oxy được cấp vào đủ để cho người làm việc họ có năng suất làm việc cao và cải thiện về mặt sức khỏe. Vòng thứ ba thì sẽ là về nặng về phần điều khiển. Thì điều khiển ở đây thì tụi em sẽ chú trọng vào những cái để giảm thiểu được chi phí năng lượng thừa thải không cần thiết. Ví dụ như là chúng ta quên tắt máy lạnh thì chúng ta em sẽ có những giải pháp, ví dụ như là motion sensor, nghĩa là cảm biến chuyển động, có người thì mình sẽ bật mà không có người thì mình sẽ tắt. Em phải cảm ơn quý công ty Panasonic vì quý công ty đã tổ chức ra một cuộc thi, đây cũng là một cái cơ hội để cho tụi em được trải nghiệm những cái lần đầu. Thứ nhất là lần đầu tụi em được đi máy bay, lần đầu tụi em được đến Hà Nội, và đây cũng là lần đầu mà tụi em nếm được cái cảm giác của nhà vô địch. Thì em nghĩ là những cái lần đầu đó là cực kỳ ý nghĩa luôn. Và ngoài cái chuyện mà lần đầu ra thì đây cũng là một cái cơ hội để tụi em được giao tiếp, được tiếp xúc với những người mà rất là giỏi và rất là đam mê, chung một cái đam mê với mình về thiết kế điều hòa không khí. Và kèm theo đó là em được mở rộng mối quan hệ nhiều hơn, và đó là những cái ý nghĩa nhất đối với em trong xuyên suốt cuộc thi Panasonic. Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Khoa Nghệ thuật ứng dụng Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi thi tốt nghiệp cho 11 bạn sinh viên khóa 23 và 24 ngành piano và ngành thanh nhạc. Các phần trình diễn được đánh giá cao từ phía hội đồng bởi sự chuẩn bị chỉnh chu, kỹ thuật trình diễn tốt, truyền tải giai điệu giàu cảm xúc. Chúc mừng các bạn sinh viên khóa đầu tiên ngành piano và thanh nhạc đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Khoa Du lịch Trường Đại học Phan Lan tổ chức buổi workshop phong cách lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa với Tập đoàn Giáo dục Thụy Sĩ SEG, một trong những tập đoàn có tên tuổi và uy tín bậc nhất trong ngành quản trị du lịch khách sạn tại Thụy Sĩ cũng như trên toàn thế giới. Tại buổi workshop, các bạn sinh viên được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài của các khách mời, đặc biệt là những kỹ năng cần thiết và lộ trình phát triển đối với các vị trí cấp cao như quản lý, lãnh đạo. Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Hội thảo Thiết kế sáng tạo Bắc Âu, cơ hội của thiết kế Việt Nam do Khoa Mỹ thuật và Thiết kế phối hợp cùng công ty Attention Việt Nam tổ chức dành cho các bạn sinh viên Văn Lang. Hội thảo hướng đến mục tiêu mang đến cho sinh viên nhiều góc nhìn về lĩnh vực thiết kế tại Việt Nam, Bắc Âu và trên thế giới. Hội thảo là cơ hội tốt để các bạn sinh viên cọ sát, mở rộng góc nhìn và định hướng xa hơn cho phong cách thiết kế của mình. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tân Phát Long, mở rộng cơ hội thực tập, làm việc tại các đơn vị uy tín trong lĩnh vực cho sinh viên khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ và làm việc, ban lãnh đạo hai đơn vị đã có những trao đổi mật thiết về chương trình đào tạo, chính sách đưa sinh viên đi thực tập từ 3 tháng đến 1 năm tại doanh nghiệp. Ngoài ra, nhằm khuyến khích tinh thần hăng say học tập của người trẻ, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tân Phát Long cũng trao tặng sinh viên khoa quỹ học bổng trị giá 30 triệu Việt Nam đồng. Xin chúc mừng hợp tác của cả hai đơn vị. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, vòng sơ loại cuộc thi người dẫn chương trình tài năng QN22 đã chính thức khởi động với chủ đề Who Are You? QN22 là sân chơi tìm kiếm và phát triển tài năng dẫn chương trình trong môi trường đại học. Hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên môi trường trải nghiệm thực tế, cơ hội thỏa sức đam mê, tự tin khẳng định bản thân và tỏa sáng với tài năng của chính mình. Sau mỗi phần thi, các bạn sinh viên đã được lắng nghe những góp ý từ phía thầy cô và anh chị. Kinh nghiệm từ người đi trước sẽ là cầu nối để lớp trẻ đi đúng hướng, hoàn thiện bản thân để tiến bước nhanh hơn đến thành công. Chúc các bạn sẽ tỏa sáng ở những vòng thi tiếp theo. Vừa qua, chương trình đào tạo đặc biệt Văn Lang triển khai dự án Happy Day, chúc bạn một ngày hạnh phúc. Với mong muốn chia sẻ cảm xúc, lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực đến tất cả các bạn sinh viên cùng cán bộ nhân viên và giảng viên nhà trường. Chương trình diễn ra với các hoạt động chia sẻ cảm xúc trong ngày của sinh viên, dẫn kiểu tương ứng với cảm xúc của mình, chụp hình check-in với hashtag. Thông qua hoạt động, Văn Lang News xin chúc cho đại gia đình Văn Lang có nhiều niềm vui, năng lượng tích cực và sự hứng khởi để làm việc, học tập. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang có buổi giao lưu cùng các bạn học sinh Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ với đa dạng các hoạt động trong Ngày hội các hoạt động ngoại khóa năm 2022. Thầy cô và các bạn sinh viên Văn Lang mang đến cho học sinh các hoạt động hướng nghiệp tuyển sinh, tư vấn tâm lý chủ đề tình yêu tuổi học trò, giao lưu cùng khoa du lịch, viện ngôn ngữ Hàn Quốc, biểu diễn bartender nghệ thuật, giao lưu văn nghệ. Văn Lang News hy vọng sẽ sớm gặp các bạn tại mái nhà chung Văn Lang nha! Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Khoa xây dựng Trường Đại học Văn Lang vượt hơn 260 km, gặp gỡ hơn 300 em học sinh trường Trung học Phổ thông Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tại chương trình Chắc cánh tương lai. Tại chương trình, những trăn trở và thắc mắc của các bạn học sinh trước ngưỡng cửa đại học đã được thầy cô các khoa xây dựng, khoa kỹ thuật an toàn, khoa công nghệ thông tin, khoa tài chính ngân hàng và khoa môi trường giải đáp, hướng dẫn cặn kẽ. Ngoài phần nội dung tư vấn ngành nghề và hướng nghiệp, cuộc thi sáng tạo là mô hình công trình xây dựng từ thanh tre, thu hút sự quan tâm của hơn 60 học sinh, mang đến trải nghiệm thú vị và hiểu biết về cách cấu tạo của một công trình xây dựng vững chắc, chịu được tải trọng cao. Văn Lang News hẹn gặp các bạn khóa 28 tương lai đến từ Bạc Liêu tại Văn Lang nhé! Từ năm 2022, Trường Đại học Văn Lang chính thức tuyển sinh ngành bảo hộ lao động. Đây là ngành đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn trên thị trường lao động, cả có doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam. Văn Lang là trường đại học thứ hai trên cả nước có chương trình đào tạo kỹ sư bảo hộ lao động bậc đại học hệ chính quy với hai chuyên ngành an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Ngành bảo hộ lao động là ngành học giàu tính nhân văn, ngày càng được xã hội quan tâm và đánh giá cao. Các hoạt động quản lý về an toàn, sức khỏe, môi trường sẽ giúp doanh nghiệp duy trì, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường tốt hơn, từ đó giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất. Văn Lang News chào đón khóa sinh viên đầu tiên của ngành bảo hộ lao động nha!
Tuần vừa qua, các khoa viện của trường Đại học Văn Lang đã tổ chức rất nhiều sự kiện và hoạt động dành cho các sinh viên và các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông. Mời các bạn cùng Ngọc Trâm review lại các hoạt động đã diễn ra trong tuần này nhé! Sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh, chương trình đặc trưng của các khoa tại Văn Lang đã chính thức quay trở lại, thu hút sự quan tâm đông đảo của các bạn sinh viên. Gen Z 2021 với chủ đề Nexus, chương trình đặc trưng của tài chính ngân hàng mở màn mùa lễ hội sôi động của Văn Lang. Tiếp nối thành công của Gen Z 2021, khoa xã hội và nhân văn tổ chức chương trình Thiên Điểu với chủ đề Hừng Đông. Các bạn sinh viên đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua các tiết mục văn nghệ được đầu tư nghiêm túc, mãn nhãn. Chúc mừng Gen Z 2021 và Thiên Điểu đã tổ chức thành công tốt đẹp. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Khoa Thương mại Trường Đại học Văn Lang tổ chức chương trình đặc trưng Python với chủ đề Chiêu Kỹ. Sinh viên Khoa Thương mại đã mang đến nhiều cảm xúc với các tiết mục được dàn dựng công phu, lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết đậm đà bản sắc Việt với những hình tượng của các nhân vật như Mỹ Châu, Cám và A Sử. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên gửi lời tri ân đến thầy cô, những người đã dìu dắt và giúp đỡ các bạn trong suốt quá trình học tập tại trường. Xin chúc mừng Chiêu Kỹ đã tổ chức thành công tốt đẹp. Tiếp nối thành công của chuỗi chương trình đặc trưng, Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã tổ chức thành công chương trình đặc trưng Neon vào tối ngày 14 tháng 5 năm 2022. Đây là chương trình đặc trưng mang tính thương hiệu, dấu ấn và được mong chờ bậc nhất của sinh viên PR. Năm nay, Neon trở lại với chủ đề The Luminous Show, đêm hội hào nhoáng, với sự đầu tư công phu và nhiều tâm huyết. Chương trình mang đến cho khán giả những tiết mục đẹp phần nhìn, đã phần nghe. Văn Lang News xin chúc mừng sự thành công của Neon 2021. Hẹn gặp các bạn sinh viên PR tại Neon lần sau. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, hành trình Miss and Mr. Văn Lang 2022 thăng hoa sắc Việt đã đi đến hồi kết và tìm ra chủ nhân của những giải thưởng cao quý nhất. Sau 4 vòng thi, trình diễn trang phục áo dài, hùng biện trình diễn trang phục dạ hội và phần thi ứng xử, bạn Nguyễn Trần Đức Ân và Huỳnh Hà Hải Yến, sinh viên khoa quản trị kinh doanh, đã chính thức đăng quang ngôi vị Nam Vương và Hoa Khôi Miss and Mr. Văn Lang 2022, đại diện cho nét đẹp hiện đại và tinh thần nhiệt huyết của sức trẻ Văn Lang. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng tìm ra các ngôi vị Á Vương, Á Khôi và các giải phụ bao gồm thí sinh tài năng, thí sinh thân thiện, thí sinh ấn tượng, thí sinh trình bày quan điểm hay nhất và thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Xin chúc mừng tất cả các bạn với những giải thưởng xứng đáng với nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian vừa qua. Tự hào thế hệ tài năng tiếp theo của Miss and Mr. Văn Lang 2022. Những hình ảnh của cuộc thi Miss and Mr. Văn Lang cũng đã chính thức khép lại bản tin tuần Văn Lang News số 42. Các bạn hãy nhớ đón xem bản tin trên fanpage và YouTube của Trường Đại học Văn Lang nhé. Ngay bây giờ, Ngọc Trâm xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin Văn Lang News tuần sau.